Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Kiwi Gamefy, một channel hàng đầu chuyên cung cấp những thông tin mới nhất của ngành Gamefy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một tựa game được lấy nguồn cảm hứng từ Rắn Săn Mồi, một tựa game huyền thoại đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người những năm 2000, thời kỳ mà Internet còn khá là sơ khai. Nếu bạn hỏi mình tựa game nào nổi tiếng nhất trong làng game di động, mình sẽ không ngần ngại trả lời, đó chính là Rắn Săn Mồi. Nếu bạn hỏi tựa game nào đơn giản nhưng lại có sức gây nghiện đến đáng sợ, mình vẫn tự tin giữ nguyên đáp án, đó là Snack Game, hay còn gọi là Rắn Săn Mồi. Rắn Săn Mồi là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh đến từ sự đơn giản của game mobile. Bản thân mình là chính nít đề giữa cũng từng nghiện game này khi smartphone chưa có. À, mà chúng ta sẽ nói tới phiên bản năm 2021, một phiên bản khác được tái hiện lại, siêu chất, siêu gây nghiện và có thể play to earn được, đó chính là Cowboy Snack. Trước khi bắt đầu video, vẫn câu nói cũ sẽ được vang lên. Review về Gamefy thì sẽ có dự án hay, dự án chưa hay. Tụi mình review sẽ review sạch sành sanh, không bỏ lỡ dự án nào. Anh em ngồi xem cho thoải mái, xem cho biết hoặc xem cho vui. Khi nào vui thì xem. Thấy game nào phù hợp mà còn tiềm năng, dễ chơi, dễ nhai thì anh em mình chuyển với game. Game nào không phù hợp thì mình bỏ qua. Sắp tới Kiwi Gamefy sẽ ra mắt nhiều video sản phẩm hay ho và này nọ. Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng một like và một subscribe cho channel Kiwi Gamefy. Máy yêu và khắc ghi trong tim. Ok, bắt đầu luôn với game chính ngày hôm nay, Cowboy Snack. Làn sóng game RPG đang có sự góp mặt của một thành viên mới, đó chính là Cowboy Snack. Tựa game được lấy nguồn cảm hứng từ Rắn Săn Mồi. Rắn Săn Mồi là một tựa game quá quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Người chơi chỉ cần điều khiển con rắn của họ để tìm kiếm thức ăn xuất hiện ở khắp nơi trên màn hình. Trước khi đi sâu vào Cowboy Snack, mình cũng sẽ lục lại và chia sẻ một tí về game Rắn Săn Mồi. Game Rắn Săn Mồi xuất hiện đầu tiên vào năm 1976 trên chiếc điện thoại cục gạch Nokia đình đám một thời. Thực tế thì Rắn Săn Mồi có lối chơi casual game, nghĩa là game đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng hay thời gian lớn để chơi. Hình ảnh game Rắn Săn Mồi thời kỳ này vô cùng đơn giản, chỉ là những ô vuông nhỏ được nối đuôi nhau liên tiếp di chuyển trên màn hình màu xanh. Sau hơn 40 năm với sự phát triển của công nghệ lẫn đồ họa, thì tựa game Rắn Săn Mồi lại một lần nữa hồi sinh và được mang tên là Slither.io. Tựa game nổi đình đám những năm 2018-2019 với đồ họa 3D vô cùng bắt mắt và đặc sắc. Song song đó là trào lưu livestream Rắn Săn Mồi online diễn ra trên các diễn đàn mạng xã hội. Anh em có thể vào cái mục Facebook Game để mà xem các bạn game thủ livestream. Và nếu như mình nhớ không lầm là 2018-2019, thậm chí là 2020 vẫn còn livestream và game Rắn Săn Mồi này. Chính vì sự gây nghiện của Rắn Săn Mồi đã đem lại cho tựa game này trở thành một trong những tựa game huyền thoại sống với năm tháng. Lối chơi thì vô cùng đơn giản nhưng không kém phần ức chế. Hiểu rõ điều này và để hợp với thời đại công nghệ ngày nay hơn thì công ty Orange City Limit đã cho ra mắt Cowboy Snack. Lối chơi đơn giản phù hợp với mọi người, mọi nhà, gia trẻ lớn bé đều có thể chơi. Chỉ cần di chuyển con rắn của bạn bằng con chỏi chuột hoặc nhấn giữ khi muốn tăng tốc độ, tìm thức ăn để cho con rắn của bạn thành một con thanh xà hoặc bạch xà siêu to khổng lồ để có thể tự tin chiến đấu giành thức ăn với những con rắn của người chơi khác. Điều khác biệt giữa rắn trên Nokia thời kỳ đồ đá với phiên bản Cowboy Snack là những con rắn hay vật phẩm trong game Cowboy Snack sẽ là phiên bản NFTs có thể trao đổi hoặc mua bán với người chơi khác. Rắn Nokia thì chỉ giúp bạn giải trí, còn rắn Cowboy Snack có thể giúp bạn vừa giải trí vừa kiếm được tiền. Như thường lệ, một điều hiển nhiên, để bắt đầu chơi thì dù đó là game phải gì, bạn cũng cần phải sở hữu một nhân vật RPG. Trong Cowboy Snack thì bạn phải bỏ ra một chi phí nhỏ ban đầu để sở hữu cho mình một chú rắn RPG. Trên chợ giao dịch sẽ có 4 loại rắn RPG cho bạn chọn. Sau khi bạn đã sở hữu cho mình được một chú rắn RPG thì có thể vào Cowboy Snack để mà chơi, dùng kỹ năng thượng thừa của mình lách léo để kiếm được những phần thưởng trong game. Phần thưởng trong Cowboy Snack có thể là trứng RPG hoặc token game. Token Dream là gì thì đó là một đơn vị tiền tệ trong game. Bạn có thể bán ra USDT để thu về lợi nhuận trong game. Lát nữa mình sẽ nói thêm về Token Dream ở phần sau cho anh em.
Những chú rắn trong Cyber Snake sẽ được mã hóa dưới dạng NFTs và tổng số lượng rắn trong game là 37 triệu 500 con và được chia thành 4 loại, đó là Naga, Hydra và Lord và Sandron. Mỗi loại rắn sẽ có lượng phân bổ khác nhau để tạo ra sự khan hiếm cũng như chỉ số của từng loại. Bạn cũng có thể lai tạo để tạo ra những chủng khan hiếm hơn. Rắn sông hồi Cyber Snake phiên bản 2021 sẽ không làm bạn thất vọng khi gameplay không chỉ đơn giản là chơi không, bạn phải nuôi dưỡng nó, hay nói cách khác là bạn phải duy trì sự sống cho nó. Nếu quá thời gian mà rắn của bạn không được ăn, bạn bỏ đó nó bị suy dinh dưỡng, thì nó sẽ bị đóng băng và không được tham gia chiến đấu. Thế thì có hai cách để cho rắn ăn. Thứ nhất, tham gia vào trò chơi và đạt 300.000 point cho mỗi lượt chơi. Rắn sẽ phục hồi 100% thời gian khi ăn đủ hoặc cho rắn ăn bằng token dream với giá tương đương là 0,1 đô la cho một giờ ăn. Nếu bạn là một người chơi hệ không chăm sóc thú cưng của mình thì trong Cyber Snake bạn phải tiêu tốn gần 200 đô để khôi phục sự sống cho nó. Về phần gameplay sẽ có hai quy chế, đó chính là PvP và PvE. Đấu PvE, đấu với máy thì người chơi vẫn được nhận phần thưởng là những mảnh trứng NFTs hay nhân phẩm tốt thì ra luôn quả trứng NFTs. Còn đấu PvP, người đấu với người, người chơi sẽ chiến đấu với nhau để giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng hàng tuần để chia nhau những phần thưởng trong gương kho báu. Tiết lộ thêm với anh em các cách khác để kiếm tiền từ game Cyber Snake là tham gia những giải đấu. Tournament sẽ được diễn ra vào năm 2023, hay tham gia săn kho báu, hay thậm chí là tham gia giải đấu thực tế ảo VR toàn cầu. Wow, gắn săn mồi mà lên tới được 3D VR, không biết sẽ như thế nào anh em nhỉ? Rất đáng để cho chúng ta mong chờ vào Cyber Snake. Để biết cách chơi và làm sao để kiếm được tiền trong game Cyber Snake, thế thì tiền trong game chính là Tokenomics. Và game Cyber Snake sẽ có hai loại token. Thứ nhất là token Chaos, tổng cung là 1 tỷ token. Thứ hai là token Dream, tổng cung là 20 tỷ token. Cả hai token đều được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain. Token Chaos là token nền tảng của game, được sử dụng chính trên chợ hay sàn giao dịch. Chaos được dùng để mua những vật phẩm NFT trên chợ hay là phí tham gia những giải đấu tournament hay farming để người chơi có thể kiếm thêm lợi nhuận. Còn token Dream, Snake Dream được sử dụng là phần thưởng cho layer trong Cyber Snake. Dream có thể dùng để đập trứng, hay kết hợp trứng, hay trả tiền để tham gia vào phòng chơi, hay là thức ăn cho những chú rắn NFTs. Có rất là nhiều cách để sở hữu Dream, như là hoàn thành các nhiệm vụ trong trò chơi để lấy rương kho báu và có cơ hội nhận Dream trong gương. Hay bạn cũng có thể cạnh tranh với các vị trí top 7 xếp hạng để được chia kho báu. Vân vân, có rất là nhiều cách. Anh em hãy tham khảo thêm ở trên Weibo của Cyber Snake. Cyber Snake đang làm rất tốt cho việc truyền thông trên các phương tiện mạng xã hội. Sau đây là những con số biết nói thể hiện đội ngũ của họ đã cố gắng như thế nào trong thời gian vừa qua. 5 triệu lượt view trên nền tảng TikTok, một nền tảng của giới trẻ, khả năng viral cực kỳ cao. Đây là bước đi thông minh và bản thân mình cũng phải công nhận. Cyber Snake là game đầu tiên để mạnh truyền thông trên nền tảng short video này. Họ chưa có công bố những partnership, nhưng trên Twitter, theo như mình đếm sơ sơ thì cũng có hơn 15 đối tác. Từ nhỏ cho đến lớn đều có tiếng trong ngành crypto. Cụ thể hơn thì anh em có thể lên Twitter của Cyber Snake để mà xác nhận lại thông tin hoặc là để họ ra một cái bản thông báo chi tiết hơn. Ok, thì đây là video review giới thiệu về dạng Cyber Snake. Ở trong video này mình chỉ chia sẻ những cách đơn giản cũng như là những thông tin cơ bản của game. Anh em muốn tìm hiểu những thông tin chi tiết thì có thể vào Weibo hoặc website của Cyber Snake để mà kiểm tra lại. Anh em thấy sao về dạng Cyber Snake? Mình đánh giá rất cao sự phát triển của họ trên các phương tiện truyền thông cũng như gameplay. Nếu anh em yêu thích và đang có hứng thú với Cyber Snake, đừng quên sự kiện IDO của họ trên Dare NFTs. Và nếu như anh em còn quan ngại về dự án thì hãy săn Aerobe của Cyber Snake. Họ cũng đang có song song hai sự kiện, đó chính là tham gia IDO và sự kiện Aerobe. Link IDO và sự kiện Aerobe mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Anh em nào yêu thích thì đừng ngại tìm hiểu và săn Aerobe của dự án. Và cuối cùng, anh em thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng một like và một subscribe cho channel Kiwi Gamefi nha. Mãi yêu. Thank you và hẹn gặp lại anh em trong một video khác. We'll be right back.
Thank you.